mẹ mọn đấy hả, mẹ mọn thôi ha. Thôi nè. Của mình là có bạch tuộc, có sườn bò Mỹ, có bò cuốn kim châm với lại mình lên 4 món đủ như vậy. Nếu mà mình nướng món mà nó bị đen chút vỉ á thì mình cứ kêu em là thay vỉ cho mình nha. Múc bên Mãi chụp cho con tắm thôi.